Xin chào các bạn. Hôm nay là chủ nhật, tôi đã đi siêu thị Lamu. Không như các siêu thị khác thì siêu thị giá rẻ này người ta không hay bày vẽ các cái thứ vào các cái dịp như là dịp lễ, vừa rồi hôm qua là dịp lễ ăn cái Ehomaki thì siêu thị này là không bán, không có bán cái cuộn cơm đấy đâu. Thế hay là các cái dịp này có sự kiện gì đó thì người ta cũng ít khi bán cái món ăn đặc trưng cho cái ngày đấy. Chắc là bởi vì để cắt giảm cái chi phí sản xuất, làm sao cho tiền hàng nó rẻ nhất. Thỉnh thoảng thì chỗ quầy cá hay là quầy thịt nhưng không bán được thì người ta cũng giảm giá 30%. Hôm nay chủ nhật nên là người khá đông, chủ yếu là người ta dẫn cả gia đình đi siêu thị. Hôm nay thì người ta hầu hết là người ta cũng ăn quán. Chủ nhật là người ta đi ăn quán, cả nhà đi. Cũng có nhiều nhà là đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Chỗ này là quầy ăn sẵn. Đây là chỗ chiên đồ chiên này. Có xiên trứng cút chiên. Cơm nắm. Đồ bento. Sushi. Sushi cuộn này thì ngày nào họ cũng bán, cho nên là không phải là đặc trưng tới ngày tiết phân. Xuân phân hay sao nhỉ? Đây là rượu. Bởi vì là giá rẻ cho nên cũng không có nhiều loại lựa chọn. Không như các cái siêu thị bình thường thì họ hay bày vẽ rất nhiều các thứ đẹp mắt hơn. Cái siêu thị này thì chỉ có rẻ thôi nên là các mặt hàng thì cũng không có phong phú lắm. Xe. Siêu thị này ở chỗ đất rộng nên là bãi đỗ xe rất là rộng.